Rồi anh em mua câu cá sác, cá dứa các bạn. Quá đẹp luôn. Sác, cá dứa, dồi đếm rất là nhiều các bạn. Dế, mò dế. Đây tới mùa câu đài các bạn, có câu đài đầy đủ, mè dinh nhiều các bạn, các dãnh, các cốc, có chỗ camping luôn các bạn, ăn nhậu luôn. Đây, khi mà câu dồi đếm cá cha mà ngâm hoài không có thì kiếm cá trắng các bạn, câu đài nha. Mè dinh bự bự các bạn. Im quá, rất bự. Có chỗ câu đài đẹp các bạn. Đây anh em chuẩn bị câu đêm nữa các bạn. Cha vô đếm. Có cho thuê chèo súp luôn các bạn. Đây. Chuẩn bị bà cậu đãi con cá vô đếm khoảng chừng 8 kg để làm clip các bạn. Anh em mà câu có là ông cũng ngon. Đây đựng mớ tôm các bạn. Ô một em cá bóng luôn các bạn. Đi đi. Đi đi. Đây. Tôm càng xanh này các bạn. Đây. Chuẩn bị cuối mùa tôm các bạn. Đây có chỗ tổ chức để họp mặt sinh nhật đồ đầy đủ nha bạn. Đây và tắm xong luôn nha. Đây đang mê vô đếm này. Rồi các bạn cứ giáp ba lô điểm danh nha. Rồi, cảm ơn các bạn.